Xin chào quý khách hàng, mở hộp máy khoan bàn của thương hiệu Tôn Sen nhé mọi người. Có model sản phẩm là 79650. Đây là hàng, đây là những cái thông tin cơ bản này mọi người này. Công suất của chiếc máy này là 350W, đầu kẹp 13 ly, 5 cấp độ nha mọi người, từ 620 cho đến 2620 vòng trên một phút. Đây là các cấp độ, người ta có đánh số đấy mọi người, 1, 2, 3, 4, 5 này, tương ứng với các mức để mình khoan các vật liệu khác nhau. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem. Đây là chiếc máy khoan bàn mini. Các bác dùng gia đình hoặc là các bác chế cháo hoặc là bác thợ dùng cơ bản, mẫu này khá là hay. Bên trong của sản phẩm đây mọi người, hàng là bên mình gửi toàn quốc, khách hàng rất là an tâm nhé mọi người. Đây là cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này, mã QR của sản phẩm, các thứ, các phụ kiện kèm theo này. Là cái dòng này mình xem thì cái đế của nó có thể điều chỉnh được độ nghiêng tới 45 độ nhé mọi người nhá, độ nghiêng trái phải. Đây mình sẽ nới cái ốc này ra này, khả năng là nghiêng được này mọi người này. Nới cái ốc này ra này là cái đế này có thể nghiêng được này. Đây là cái mặt đế của máy đây mọi người này. Tiếp theo là ba cái bánh, cái bánh để mình điều chỉnh lên xuống. Đây là đầu kẹp 13 ly này mọi người. Đầu kẹp 13 ly. Bên đây là bên trong của máy đây. Đây thanh trụ đây. Đây thanh trụ nhá mọi người nhá, thanh trụ này. Tiếp theo đây là thân máy đây mọi người này. Thông số mình đã quay giống như bên ngoài, sử dụng điện 1 pha 220V nhé mọi người. Cái tốc độ của cái động cơ này này là 1420 vòng. Tùy vào các mức căn chỉnh theo cái bảng bên trong này này, cái buli, hai buli mình sẽ căn chỉnh khác nhau nhá. Đây là video mình mở hộp giới thiệu nhanh cho các bạn xem cơ bản thôi. Công tắc on off này. Chụp quá. Côn. Động cơ đây. Đây là cái thông số mà các cấp mình điều chỉnh đấy nhá mọi người nhá. Mình có thấy series của mỗi máy này, số 1, số 2 giống như bên ngoài đấy mọi người. Đây. Số 1 này. Điều chỉnh buli bên trong, bên trên, bên ngoài này. Cái này mình thì mình dùng là rất đơn giản thôi. Các bác khoan gỗ thì tốc độ nhanh, hoặc là khoan sắt thì mình để tốc độ chậm hơn, khoan dày thì tốc độ chậm hơn. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh Máy Xây Dựng Cơ Khí Xanh để cập nhật nhiều video mở hộp review, giới thiệu nhiều dòng sản phẩm nữa. Đây là video mở hộp nhanh để mình quay cho khách hàng xem thôi. Hôm sau mình sẽ có thời gian mình sẽ hướng dẫn lắp ráp, test thử cho mọi người xem sức mạnh con này.